Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu bộ sản phẩm mới là cây sen lạnh của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Và đây là toàn bộ bộ sen lạnh của Eurolife. Trong mỗi bộ sản phẩm đều có một phiếu bảo hành của công ty cổ phần Eurolife Việt Nam. Chúng ta sẽ kiểm tra chi tiết từng linh kiện một nhé. Trước tiên là tai sen. Chúng ta thấy tai sen được thiết kế mỏng với chất liệu inox súp 304, không han gì, có thể chịu được ở môi trường nhiễm mặn, nhiễm phèn. Tai sen với các lún cao su được bóp nhỏ, tăng áp tốt và cầm rất là chắc chắn. Chúng ta có thể thấy là tay cầm rất là chắc chắn và thuận tiện, toàn bộ đều làm từ inox súp 304. Ren được CNC sắc nét. Tiếp đến là đài sen. Đài sen cũng được thiết kế mỏng, dẹp và có đường kính 20 cm. Các luống cao su bóp nhọn, tăng áp tốt và dễ dàng để vệ sinh. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm sẽ rất dễ vệ sinh. Chất liệu súp 304, khớp xoay có thể xoay một cách dễ dàng. Trong khớp có một gioăng cao su và lưới lọc nằm sẵn ở phía bên trong. Chúng ta lưu ý khi lắp đặt phải để gioăng cao su này cân bằng để tránh rò rỉ. Kế tiếp là dây sen. Dây sen cũng được làm từ inox súp 304. Dài 150 cm, dây sen mềm, chịu áp cao. Chúng ta có thể thấy dây sen rất là mềm mại và chịu áp suất cao, thuận tiện khi sử dụng. Tiếp đến là củ sen. Củ sen lạnh được thiết kế với đầu xoay 360 độ. Đầu xả nước phía dưới chúng ta có thể xoay 360 độ. Đầu vòi với thiết kế tạo bọt chống văng bắn, tiết kiệm nước. Chất liệu inox súp 304 cho toàn bộ linh kiện. Logo của Eurolife được in phía bên trên thân của sản phẩm. Một thiết kế đặc biệt của bộ sen lạnh này là tất cả các chức năng khóa và ba chức năng chảy đều nằm trên một lúm. Hiện tại tôi đang để ở chế độ khóa. Không giống như bộ sản phẩm nóng lạnh là chúng ta có tay gạt. Nhưng sản phẩm lạnh thì chỉ có khóa một đường thôi. Vì vậy thiết kế này sẽ nằm toàn bộ trên một lúm vọng. Tức là khi chúng ta mở thì chúng ta chuyển chế độ tay sen. Đài sen đó. Còn nếu chúng ta muốn chuyển sang tay sen, chúng ta chỉ xoay, chuyển sang đầu chảy chúng ta chỉ xoay, xoay và tắt. Và tất cả thiết kế trên một lúm, rất là dễ sử dụng. Củ sen đi kèm một bát tre bằng inox, tức là chúng ta sẽ có phần tre như thế này vào tường. Tiếp đến là ống dẫn. Ống dẫn cũng được làm từ inox súp 304 với bát xoay, có thể điều chỉnh bát đỡ của tay sen một cách di động tới vị trí thuận tiện sử dụng. Chúng ta có thể khóa lại ống sen, có thể kéo dài. Đây là lúm khóa của ống, chúng ta mở ra và kéo dài được ống tùy theo mức độ sử dụng. Tới vị trí thuận tiện, chúng ta có thể khóa định vị lại bằng khóa lại. Cách chắc chắn, rất là dễ dàng. Giá đỡ. Giá đỡ được thiết kế cũng bằng inox súp 304. Chúng ta chỉ việc bắt giá đỡ lại vào tường bằng các tắc kê và đinh vít đi kèm có sẵn ở đây. Chúng ta lưu ý một vấn đề là khi lắp đặt
lắp chụp này cùng với dòng cao su này thì chúng ta lưu ý là chúng ta cài dòng cao su này vào vị trí của lắp đặt. Chúng ta cài vào phía bên trong như vậy. Khi định vị được xong bát thì chúng ta chỉ việc nhấn vào thôi, thì cái núm cao su này nó sẽ giữ cái bát lại. Đó, và sau đó chúng ta chỉ việc đưa đầu bát vào và bắt ốc lục giác định vị tại đây. Ốc lục giác định vị thì đã có kèm trong phụ kiện rồi, có cả khóa lục giác để chúng ta làm thao tác này luôn. Để sản phẩm rất là đơn giản cho việc lắp đặt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test chất liệu inox sub 304 của sản phẩm này nhé. Tôi có một lọ dung dịch để thử chất liệu của inox. Các bạn có thể thấy là inox 201, 202 và 301 sẽ cho các màu sắc đỏ, hồng, hồng lợn, và inox 304 thì sẽ có màu xám. Và tôi sẽ test trực tiếp vào đây. Trên tay tôi có một sản phẩm không phải là inox 304, và chúng ta sẽ nhỏ dung dịch này lên đây nhé. Đây, chúng ta chuyển nhỏ chút xíu rồi. Tôi sẽ nhỏ dung dịch này lên trên thân của sản phẩm này luôn. Đây, chúng ta sẽ thấy là dung dịch nhỏ trên sản phẩm không phải inox 304 cho một màu đỏ, và dung dịch nhỏ trên thân của inox 304 là màu xám. Và tôi sẽ lau đi, chúng ta sẽ cùng nhìn. Đây, inox 304 cho một màu xám, inox 0.304 sẽ là màu hồng đỏ. Chúng ta thấy như vậy là sản phẩm này hoàn toàn được làm từ inox sub 304. Tôi sẽ thử ở trên đài sen, tay sen và ống sen luôn để chúng ta cùng xem nhé. Đây, trên tay sen chúng ta sẽ thấy là chỉ có một màu xám thôi. Trên đài sen đó, chúng ta cũng thấy chỉ là một màu xám thôi. Trên ống sen, đây, chúng ta cùng thử ở vị trí này đi. Đó, chúng ta thấy chỉ có một màu xám thôi. Qua các bước test bằng dung dịch này, chúng ta có thể yên tâm về chất liệu của sản phẩm. Riêng với Euroline thì các sản phẩm đều được sản xuất từ các vật liệu theo đúng công bố, không giống như các sản phẩm khác đang được bán tràn lan trên thị trường với giá rẻ. Tuy nhiên là sản phẩm chắc chắn sẽ không phải là inox 304 như công bố, mà thông thường sẽ là 201. Vì vậy quý khách hãy sáng suốt khi lựa chọn các sản phẩm cho căn nhà của mình. Và sau đây chúng ta cùng xem đóng gói của sản phẩm như thế nào nhé. Đây là thiết kế của cây sen lạnh Euroline. Đài sen bằng inox mỏng cùng các núm phun được bóp nhỏ. Ống inox. Tay sen tròn với các núm cao su bóp nhỏ tăng áp tốt. Bát gác tay sen có thể di chuyển. Sen. Đây là củ sen một đường nước. Chúng ta có thể thấy chế độ khóa nằm ngay trên lúm và ba chức năng chảy khác nhau. Đầu vò có thể xoay. Thank you.
Và đây là đóng gói của sản phẩm. Sản phẩm được đóng trong một thùng màu riêng biệt của Rollei. Với phía bên trong là hộp xốp được bảo quản một cách kỹ lưỡng. Các bạn có thể thấy bên trong được làm cái thùng xốp. Sản phẩm đối với Rollei luôn luôn được bảo quản một cách tốt nhất, từ chi tiết cho đến tổng thể của sản phẩm. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm được kèm theo một tay sách ở phía bên trên để có thể sách đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Rollei Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.